Thưa quý vị, NASA sắp mở cửa trạm ISS để phục vụ du lịch. Thông báo đưa ra vào hôm Chủ nhật, Giám đốc Tài chính của NASA là Jeff Dewitt cho biết, bắt đầu từ năm sau, cơ quan không gian NASA sẽ biến trạm không gian quốc tế ISS thành một địa điểm du lịch và các hoạt động kinh doanh khác. Trên thực tế, NASA không hoàn toàn sở hữu ISS và cơ quan này cũng không đủ khả năng để tự đưa phi hành gia lên quỹ đạo. Nhưng điều đó cũng không thể cản trở NASA mở cửa trạm không gian này để kinh doanh. Nhiều công ty hiện đã và đang sử dụng ISS để thực hiện các nghiên cứu và phát triển trên lĩnh vực thương mại. Nhưng kế hoạch mới của NASA sẽ mở rộng điều này hơn nữa và bao gồm thêm nhiều hoạt động khác như du lịch không gian. NASA cho biết các chuyến bay tư nhân lên ISS sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm 2020. Mỗi chuyến đi như vậy sẽ kéo dài tối đa 30 ngày. NASA sẽ chỉ thực hiện các chuyến bay du lịch 2 lần mỗi năm.